Mình đi đâu vậy Tú? Hôm nay mình sẽ đi như cái bữa mà cái clip trước có làm là đi khảo sát ở trên Đắk Lắk. Thì là cái ngày mình lên mình tổ chức trung thu như mấy em trên đó. Ok. Chính thức. Let's go. Đây sao tôi? Đây nghèo. Thôi với mình sẽ lắc ha. Mấy cửa này cũng tốn thời gian ha. Ở dưới em chỉ cần bước xuống cái kéo cái là xong. Ừ. Mà đặt. Giờ lỡ mất ỉa thì ra vô vô kịp. Hello. Hôm nay tôi sẽ đi với một bé tên gì ạ? À? Mi. Mi gì ạ? À? Chà Mi. Chà Mi. Tại là tụi em đang tới cái điểm hẹn đầu tiên để đón mọi người đi tới Đắk Lắk. Ở đây là khu đất xui cái là mưa quá chùm, hơi bị delay chút xíu. Okay. Tại vì do mưa bão nên chuyến bay của chúng ta không cập cánh được. Xe nói đi từ 3 giờ mà giờ đang kẹt ở đâu đó cầm 3 tiếng nữa. Mọi người chờ đông lắm. Ủa hướng nội hả? Nội. Đúng nội. Chào cái được không? Nội tiết tố nam luôn. Rồi cho vui rồi đó. Hài rồi không? Cái này của ai nằm ạ? Của anh. Thôi chứ mọi đủ. Anh em tôi là có mặt buổi sáng trời Đắk Lắk rồi nha các bạn. Các con ngủ tốt. Cũng với mọi người nha. Em ngủ từ 8 giờ tối hôm qua 6 giờ sáng ngày hôm nay. Giờ anh em tranh thủ rửa mặt, ăn sáng. Let's go. Hình sáng nay là hình sáng uống cà phê cho mình ngủ. Sáng uống cà phê xong rồi xuất phát. Hôm nay anh Thư cắt mệt. Dự kiến là tôi sẽ cắt 500 cái đầu. Đó. Ủa sao nãy ăn khác vợ? Hồi nãy lại quên lắm, hồi nãy ăn tại tối. Phải rồi, ăn khảo. Diễn lại cho em anh ăn sao? Ê, nó nhiều quá, mấy nó chị xin không đi à? Không ăn, chị nè. Ngon không chị? Ngon không? Ngon không? Ngon lắm chị. Rất ngon. Trời ơi. Anh đây được không? Ăn miếng không anh? Thôi, mới ăn rồi. Đúng không mày? Người, mày gọi nó mẹ. Mẹ, ủa? Lên xe đi luôn. Lên xe. Lên xe.
know you can't help but imagine me when I was 17, before necessity affected me, still living outside. Oh, hang on, babe. Tới rồi nha mọi người. Hiện tại là tới buôn làng và trùng tối nha các bạn. Tôi có một đề đúng đó, tôi đói bụng quá. Cái gì? Đây là khác luôn các bạn. Thế không bạn? Bạn đẹp trai hơn. Bạn nói đúng rồi đó. Đây kìa. Hello. Anh hớt chỗ này hả? Để em kiếm chỗ em mua lửa. Bây giờ mọi người sẽ chia nhau ra. Một người thì nấu ăn, còn phần tổ chức văn nghệ. Nói chung là mỗi người một công đoạn. Mày làm gì? Tao hỏi tao phát quà. Phát quà, chơi cắt tóc, tao quay phim, nói chung cho bạn. Con Hà làm gì? Mày làm gì? Tác nghiệp đi anh. Này tôi đi theo anh Trung. Hai anh em tôi sẽ phục vụ hình ảnh cho cái đoàn này nè. Bây giờ thiệt là cả trăm người. Tôi bị rối, tôi không biết quay cái gì đầu tiên nữa. Phải gọi bộ là cái salon anh Thư này khách đông vô là mấy chục người hả anh? Anh xếp hàng á. Đây em ha. Ok. Mọi người cố gắng nha. Mời anh bạn. Vui nha. Xe đẹp trai rồi anh ý. Được không vậy cha? Cắt đi. Có lẽ con bất hạnh gì ở trong đây hả? Sao mà đụng ngang bi. Phải hiểu là chú này là uy tín nhất. Chú này dạy chú này hớt tóc nè. Vui vẻ lên được không nè?
Mình hớt tống là mình phải vui vẻ lên nè. Giờ có đứa này khóc rồi. Chưa đứa nào khóc hết. Rồi may mắn lắm nha. Sao nghỉ? Ok rồi anh ơi. Ổn em? Dạ. Có 3 địa điểm. Chỗ này là mấy chị em đang vô vui chơi với mấy đứa nhỏ. Bên đây là anh Thư hớt tóc cho mấy đứa nhỏ. Còn bên đây là mọi người nấu ăn ở bên này. Còn ở ngoài kia thì mọi người đang di chuyển mấy cái gạo, đồ bánh, đồ rồi gấu bông, bánh đèn trung thu đồ cho mấy em tối nay. Còn đây là cái chỗ chắc để trao phát quà hay như thế nào đó. Hay là tổ chức trung thu chơi ở chỗ này cho các em nè. Bây giờ thì mấy anh đang dựng cái tấm, cái này gọi là cái băng rôn. Anh này có sức hút quá nè. Thấy anh làm trai không? Có một xíu đạo cụ là khác hẳn. Bây giờ sẽ phát quà nha anh em. Phát quà cho những người lớn tuổi. Dạ, con chào bà con. Con là đoàn câu lạc bộ Giúp Bà Thương tại Sài Gòn và một số quý mạnh thường quân trong mọi người nước. Hôm nay có duyên về đây, có chút phần quà nhỏ để gửi tới bà con. Mong bà con có một cái Tết Trung Thu thật ấm áp và vui vẻ. Bây giờ bà con sẽ nghe tên theo Bắc Bình đọc và mình sẽ lên 5 người một lượt để mình nhận quà mình về. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi nên bà con vui vẻ nhận dùm cho tụi con nha. Tụi con ở Sài Gòn ra. Bà con hoan hỉ. Vỗ tay lên bà con ơi. Tiếp tục hò tiếp theo nha. Gạo đâu em? Gạo đâu? Đi chung luôn nè. Băng nghi, chuẩn bị băng nghi ăn cơ thể. Đi lờ, đi. Tiếp hò tiếp theo. Đứng là sao đi? Nhất. Đứng đường đâu đi ra đấy. Có chuẩn bị ra đấy. Thôi.
đầy đủ rồi. Cho nên là ban đầu hoàn toàn cũng như tôi báo con chiều nay ông đâu à, một giờ một rưỡi đây chỗ cháu học sinh đến chỗ nhà đồng để mình vui chơi chung chung mình chơi ở đây. Này là đang chuẩn bị 1000 phần quà cho mấy bé chiều nay nha các bạn. Được 300 rồi hả? 300 rồi. 300. Gói lại bánh kẹo rồi. Bây giờ trong lúc chờ đợi thì mình sẽ tổ chức trò chơi trước cho mấy em luôn. Phần quà lấy tinh thần. Đưa bật kẹo cho con chú thì cô, đưa con cầm bật kẹo cũng mới có tiếng nói với tụi nó được. Mà mưa tới không biết sao quay. Giờ tôi quay sương sương cho anh em coi chơi vui lắm. Trời trời nè, bây giờ nghe nè. Nghe hiệu lệnh của tiếng cờ là bắt đầu mình mới kéo nha mọi người nha. Đây nha, đây là nè. Nếu mà thắng, mà cái xe. Với lại, nhớ là mai thua. Có kẹo ai hủy, con cầm bật kẹo. Khoan, bây giờ vô tư thế đi. Vô tư thế đi. Lẹ lên. Nè, bây giờ nghe tiếng thổi cờ của mẹ là tụi con kéo liền giúp mình cho mẹ nghe chưa. Rồi. Một. Hai. Ba. Nghe lên. Rồi nha, nhóm C, nhóm D chuẩn bị giùm mẹ nha. Nhóm C đâu? Nhóm D đâu? Một bạn nam bên đây đi, một bạn nam bên đây đi. Vô đi, vô đi, vô đi, đủ, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Một bạn nam bên đây, một bạn nam bên đây, một bạn nam mà đúng không? Trời ơi, sao mà tôi nói 10 người rồi, nãy giờ tôi chỉ nói là 10 đứa bé và 2 người lớn thôi, là bây giờ tùm lum tùm la hết. 5 người lớn luôn, 5 người lớn luôn. 10 lớn muốn chơi một lát chúng ta chơi riêng được chứ. Bên này đó, bên này. Chơi riêng với tôi. Rồi, rồi, chơi đi, chơi đi. Rồi, 1 2 thôi chưa mà em đã bắn ai có ông ai rồi vô viên rồi vô rồi chơi chuẩn bị vậy chứ bây giờ vô rồi là bây giờ là hiện tại bây giờ là quảng trò đã bị tất cả mọi người ném đá rất nhiều thì quyết định là sẽ chơi lại nhưng mà sẽ vẫn phát kẹo cho chuẩn hồi nãy hai team giúp giùm em mỗi bé vậy là được một cục kẹo nhất một cục kẹo này là chơi danh dự thôi chơi. Kèo này chịu mới tính đâu, yên tâm đi. Một, hai, ba, bắt đầu. Kéo lên, kéo lên. Đó, thấy chưa? Ăn vàng, thấy chưa? Ăn vàng. Ông trời có mắt lắm, ăn vàng. Ăn vàng là vậy đó. Ôi,
xe đông quá trời luôn. Rồi, bỏ trò đi, bỏ trò kéo co. Thôi nghỉ đi sư phụ. Kéo dài luôn rồi. Gói mì kinh thật. Bây giờ là mình làm gì sư phụ? Múc thức ăn cho các bé. Dạ. Đông quá à? Đông quá là 300 bé. Hình như gần cả ngàn gói mì thôi. Không phải ngàn. Không cô đẩy không chen lớn nè. Không cô đẩy không chen lớn nè. Không là thiếu đó, tại vì to tao múc nhiều đó. Dạ dạ biết rồi. Không cô đẩy không chen lớn nha. Hello đây. Vô đây. Vô đây vô đây nè. Tụi con biết chú hả? Dạ. Chú là tên gì? Nguyễn. Hả? Nguyễn là chú. Xin lỗi mọi người, đau lòng quá. Vừa hát vừa nhảy được con gấu này. Ai hát rồi? Đứng đây, đứng đây. Xin lỗi đây nè. Con này xinh đẹp không? Giờ bạn nào hát được, nhảy được thì được con này. Đặt trên vai của bạn ở phía trước để được nhận quà nào. Một ai là người phát rồi. Rồi, con bé lớn rồi hả? Woo!
1, 2, 3. Rồi, 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 ok, ok. Bây giờ phát quà cho mọi người xong là về nha anh em. Đây là quang cảnh phát quà. Đông lắm. Mọi người về hết rồi. Bây giờ chắc là về nghỉ ngơi, giữ sức cho cái ngày mai nữa. Ngày mai sẽ còn phát quà nữa. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào ngày mai. Đây là 6 giờ sáng, mọi người được chuẩn bị cho ngày thiện nguyện cuối cùng. Hết ngày hôm nay là mình sẽ về quê. Giờ chuẩn bị ăn sáng. Về sớm vậy? Chó sủa buồn đó. Chó sủa? Sao tự nhiên nghe chó sủa? Là anh ông sư phụ? Hello, đây. Ngày cuối hả? Hả? Dạ. Ủa được không? Được, hơi mũi xíu. Với lại cái động cơ máy cài của mấy miền này. Giỏi dữ trời. Dậy sớm nha bạn. Mấy giờ bạn dậy vậy? 5 giờ. Hay vậy trời. Tôi trễ hơn bạn xíu, có 6 rưỡi thôi. Nay ăn gì vậy bạn? Nay ăn bánh hỏi, bánh bèo. Bánh bèo. Bánh hỏi nè. Bánh bèo nè. Xin chào mọi người. Buổi sáng vui vẻ. Xong rồi hết rồi đúng không? Thấy canh ngọt không? Nhai. Hả? Buổi sáng ở chùa khá là ok. Ở đây tối hơi nực, sáng hơi lạnh. Chuyện này mới sáng sớm cầu sức khỏe. Này trúng số mình không biết. Còn chị đang cầu ngát lại. Nay đoàn sẽ đi bằng xe này hả sư phụ? Trời mưa là hơi toan hả sư phụ? Mưa luôn rồi sư phụ. Mưa rồi, 8 giờ ở đây mà. Ăn nem có không? Nem nè. Cái mình ăn có hai dĩa luôn á. Bây giờ mọi người sẽ vận chuyển đồ đến phát cho người ta. Mọi người sẽ di chuyển bằng xe này, không biết gọi là xe gì. Máy cày tự chế. Thấy cái con xe mới sắm con xe bán không? Rồi đi hơi bị đông á. Ê uống luôn á.
hỏi xíu đại sứ gắn vô. Ủa rồi. Nói gì đi. Xe tôi mà tôi sẽ té các bạn ạ. Ai này đua rồi, ai đây luôn anh nè. Sư phụ lên xe đi rồi đua nè. Ra lại đây con chấp cho con thay cục điện. Xe mạnh quá. Rồi xe này sổ xe mà. Xe số rồi. Xe 4 số rồi. Rồi đây đi đông đi đông. Một thời gian sư phụ cảm thấy xe sư phụ chạm lại xe mình nên sư phụ đầu quân quân đây rồi. Quá trời la, quá trời la luôn. Nó cũng đầu à. Nó bị tụt nồi á sư phụ. Không quá. Ba số rồi. Nó xấu số. Xấu số luôn mà. Gấp đôi xe kia. Mấy này là mấy đồ. Đổ này là tập nha anh. Sách. Lẹ lên, đi thay đồ rồi múa văn nghệ nè. Dạ. Quá
tới rồi. Ok bạn. Hóa ra bộ đồ ở trong khai đi là đâu. Chụp một tấm. Chụp một tấm nữa nha. 3 2 1 Không sao đâu. Bạn vô đây hả? Trời ơi, hơi bị chất luôn. Mất cái đầm đỏ rồi. Mất rồi. Có người lỡ rồi. Ta lỡ luôn cái áo của chị. Thưa Trung ương Liên Hải, thưa toàn thể bà con nhân dân xã Tây Thiên, sáng ngày hôm nay Trung ương Liên Hải đã kết nối với đoàn từ thiện câu lạc bộ Hiếu và Thương thành phố Hồ Chí Minh về thăm và tặng 100 xuất quà cho bà con nhân dân xã Tây Thiên. Mặc dù quãng đường rất là xa, nhưng đoàn từ thiện không quản ngại về đây và mang những món quà rất là ý nghĩa và đắt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là lý do của chúng ta ngày hôm nay. Đặc biệt là ngày hôm nay xin chúc mừng giới thiệu thầy rất quen của đoàn từ thiện câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng giới thiệu sư cô Liên Hải để các bạn đặt ra. Đặc biệt có sự đông đủ anh các chị ở trong đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh. Con xin chào và mời sư cô Liên Hải những kiến phát biểu các bà con nhân dân xã Tây Thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy nhất thiền cùng các vị đại thiên Phật tử chùa Phước Thiện đã đồng hành cùng đi vào với chỗ trú xứ của chúng con. Lời đầu tiên chúng con vô cùng cảm động, thành kính tri ân thầy cùng sư cô và đoàn câu lạc bộ Hiểu và Thương của chúng ta từ đường xá xa xôi nhưng không quản đã về đây để chia sẻ những phần quà và yêu thương cho bà con ở xứ của chúng con và một phần nào đó cũng trợ duyên cho sự hành đạo của con ở nơi đây. Thì con cũng không biết nói gì hơn, chỉ nói lên cái lời cảm nhận và tri ân sâu sắc của con đối với thầy sư cô và cùng bằng câu lạc bộ Hiểu và Thương của chúng ta. Thì một lần nữa con xin thành kính tri ân thầy sư cô và đoàn, và chúng ta cũng xin chúc thầy với sư cô hết thể tinh an, chúng sanh dị độ và vô lượng an lạc và thực sự luôn viên thành. Kính chúc câu lạc bộ Hiểu và Thương của chúng ta thân khỏe, tâm an và đại sự các tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cũng xin tri ân chú Đài đã đại diện cho xã, đã trợ duyên cho sư cô hành đạo ở đây và giúp cho bà con của chúng ta đến nơi đây nhận quà. Thì cô cũng xin cảm ơn chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe để làm công việc của mình thật tốt ạ. Và cô cũng xin kính chúc bà con nhận quà trong sự hoan hỷ và phải khẩn cái lên cái hiện biết ơn. Mình phải biết ơn những người đã từ những người quyên góp cho đoàn và đoàn đã bỏ công sức để đến nơi đây với chúng ta. Thì chúng ta khi mình nhận quà thì mình phải thực hiện cái niệm yêu thương và biết ơn
thì cô cũng mong tất cả quý bà con của chúng ta khi mình nhận quà mình phải khởi lên lòng biết ơn và hoan hỷ vui vẻ. Kính chúc tất cả quý bà con là được nhiều sức khỏe ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Ngồi ra anh một phút ta đọc qua với em, anh kêu anh một phút phải không? Em ăn một phút ta. Anh cô hết rồi, anh cô một phút cơ, em bật kia cô ha. Rồi, kính cho bà đi theo cậu này nha. Rồi hai phiếu, anh em vô một phiếu đi. Nè, hai phiếu nha, cái này hai phiếu nha. Giờ chia đôi nha, hai phiếu. Một phần nữa em. Đi luôn, hai phần nữa nha. Câu này hai phần. Rồi đó, hai phần đi. Rồi bà qua. Rồi một phần rồi. Rồi anh đang chuẩn bị hỗ trợ bà. Giờ bà đâu? Rồi bà này luôn, bà này đi trước đây. Rồi. Rồi, cái vô rồi. Rồi. Rồi đưa lên luôn, đưa lên luôn. Đây nè, đây nè, hỗ trợ con này đi. Rồi. Quà lên anh ơi. Rồi hết rồi, tới áo hồng là hết rồi. Rồi hết rồi, hết rồi. Rồi. Nói không? Đây và sư phụ với mọi người phát quà ở điểm cuối cùng, sau đó tụi mình về lại Sài Gòn. Nhìn người em ơi, hai gái. Bà cụ này hai phiếu. Đi tàu ai? Đi tàu mãi. Mãi đi không kịp. Bye bye sư phụ, khỏe rồi hen. Bye bye mọi người. Bye bye. Trời trời em chỉ ở đâu trên trời á. Bye bye. Xong chuyến rồi mọi người. Bây giờ thì về nhà thôi.